Hồng Anh nhé. Em Hồng Anh giới thiệu với các anh một số những cái sợi dây đi 5 dây tín hiệu châu Âu đầu nắm chân đấy, thì có rất nhiều loại, đầy đủ các loại để cho anh em lựa chọn. Ví dụ như là dòng dây nối này, đó, đầu rắc rất là cổ anh em nhé, hàng chuẩn xịn luôn. Đấy, các anh mà thích dây xịn thì em có dây xịn nhé, đầu rắc cũng là đầu rắc xịn, dây của nó như thế này nhé. Đây là đầu nối với lại dây RCA. Ngoài ra thì cũng có những cái dây nối thẳng. Đó. Đây, ví dụ như sợi này thì dài 1 mét. Đầu rắc đúc nhá. Đầu rắc đúc hết. Dây cổ của châu Âu nhá, cắm rút rất sướng, đảm bảo anh cho anh em muốn hàng tốt để chơi cho các thiết bị. Các bác mà chơi cối thì hay chơi thiết bị cổ thì cắm những sợi này quá là tuyệt vời rồi. Em giới thiệu lên trên nữa thì cũng có sợi dây nữa. Đây sợi này dài 1,2 mét. Sợi này thì dài 1,2 mét nhé. Nguyên bản của cái sợi này nó là hai đầu đúc như thế này, thế nên là em đã thi công để cho nó thành đầu RCA để cho anh em dễ cắm rút, dài 1,2 mét, đảm bảo là cắm rút rất tốt nhé. Như sợi này thì 650 nhé. Cái sợi nối lúc nãy thì là cũng tầm đến tiền. Cao hơn chút thì em có sợi này dài 1,6 mét. Các anh có thể nhìn dây này thì quá ngon anh các anh nhé, dùng tuyệt vời luôn. Dài 1,6 mét, dây châu Âu, đầu răng này rất là cổ các anh nhé. Trông này thôi nhưng mà các anh mà chơi đầu cối mà là ngân sách vừa phải thì thật sự là sợi này em nghĩ rằng là chấm hết luôn, chấm hết luôn, dây quá tốt. Mà dây dài như thế này thì cũng không có nhiều đâu, ít có lắm. Khỏi phải lo nghĩ gì về chất lượng. Thường những dây anh cổ hay sử dụng đầu răng đó. Ngoài ra thì cao cấp hơn thì em có chóp. Em có chóp, sợi chóp này là sử dụng đầu nêm nhá. Tin 5 nêm này. Có khóa. Hàng chuẩn xịn luôn. Để cho các anh dùng. Đấy, dây của chóp. Đấy, đầu chia. Chóp high quality. Sợi chóp này thì cũng rất tốt, kiểm soát ba giải rất là chặt chẽ. Ba giải rất là chặt chẽ. Dây này dài 1 mét. Vì clip này em chỉ giới thiệu qua thôi. Vì dây đi 5 có lẽ là em nhiều nhất rồi. Đó. Tốt Pro hẳn thì có sợi này. Sợi này là đeo chôn của anh. Đeo chôn của anh. Đeo chôn UK đây. Các anh nhìn từ cái rắc rồi nó đã sướng rồi nhá. Dài 1,2 mét. Đầu RCA rất là xịn. Sử dụng 3 mảnh giống như là hàng của Van Den Hill hay là của Chóp. Đó.
anh có thể nhìn bên trong RCA được mạ vàng để cho kết nối tốt nhất có thể. Đây anh nhìn hàng rất là tốt nhá. Một sợi dây tốt thật sự luôn, cho những bộ dàn cao cấp một chút. Đấy, các anh cần dây dẫn phụ kiện của Lin 5 châu Âu thì có lẽ là cứ liên hệ với em và gặp em nhé. Em đáp ứng được cho anh em mọi nhu cầu chơi. Đây cũng mới chỉ là một phần thôi, cũng chưa giới thiệu được hết. Cảm ơn anh em đã xem nhé. Anh ấn Zalo của em để theo dõi. Số điện thoại đây nhé. Đó, số điện thoại 0866880998. Cảm ơn các anh đã quan tâm. Xin chào các anh.